Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay tôi quay giới thiệu mọi người một mẫu âm ly của Onkyo, có mã là 817. Hôm nay tôi bán giá 4,2 triệu đồng. Hình thức còn tương đối mượt mà, không bị cong vênh. Cái xước sát nhẹ là có. Xước nhẹ chỗ này. Xước nhẹ nhá. Những cái này thì xử lý cái chỗ xước này thì dễ thôi, bởi vì nó không bị sứt mẻ hoặc cong vênh. Cái này thì sơn nhẹ đây là được. Dán băng dính đây, chùm đây. Nếu tôi có thời gian tôi sẽ làm từ đó. Không thì cái... nó cũng là chuyện đơn giản. Bởi vì màu bạc nhìn nó vẫn còn rất ok. Qua nó có chỗ nào thì tôi nói chỗ đấy. Còn với cái giá tôi đưa ra thì quá là rẻ cho con đơn bên này. Nó rất nặng luôn, mà đánh tiếng cực khỏe luôn. Nó đánh loa bass 40, tôi đoán là vẫn ok. Đây tôi đang ghép với một đôi loa bass 32 nhưng nó vẫn đánh nhẹ nhàng luôn. Bởi vì 40 với 32 thì nó không chênh lệch quá nhiều đâu. Nghe thì nó các bác tưởng là nó lớn, nhưng mà riêng loa Mỹ, loa Nhật nó cũng không khác biệt nhau nhiều. Loa A, loa B đánh độc lập nha, 4,2 triệu đồng. Âm ly đầy đủ các tia cổng chức năng. Đường vào âm thanh thế này. Còn đây chức năng ghi âm. Đây là đĩa than, mô tinh là tiếng nhỏ. Nào lớt đây. Để nghe chế độ sitem nó mở. Cân loa, chỉnh bát chép. Tôi sẽ mở nhà quay rồi mở nhà to các bác nghe. Hình thức còn tương đối mượt mà luôn góc cạnh. Ngoại trừ là xước sát một vài chỗ không đáng kể. Quan trọng là nó không bị sứt mẻ, cong vênh. Đôi loa A, loa B bên dưới. 110W. Sản xuất tại Nhật Bản, điện 100V. Cái watt này nó khỏe như voi luôn các bác nghe. Bởi vì con âm ly nó cấu tạo rất khủng, nặng, đặc chắc bên trong. Chạy 4 con sò than loại 2 vít nên là nó rất khỏe. Tôi sẽ mở nhạc to. Là câu đối nọ, là thiệt mơ giữa khẳng thế, là ngàn cánh mây, là ưu ái ngông ngà cho linh trợ. Mở bé đi rồi. Nó là tiếng cực khỏe luôn. Người vừa tan ca vết thương đau ngọt ngào, chẳng nỡ nắn gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Từ vào cuộc vui để chớ nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá ta tới. Thả một lần đi luôn. Bác 40 các bác là không tin mang loa đây tôi đập cho. Nó đập cho vỡ loa luôn. Không hay không khỏe thì không ra được cái lời hát nó căng như vậy. Hơn 4 triệu chỉ bằng một mẫu âm ly dài ngắn của Pioneer. Nó là quá khỏe luôn các đồng nghiệp. Dài thì nó chắc chắn là dài 43, 44 rồi. Bề cao thì tầm 14, bề sâu tầm 35. Vâng, xin cảm ơn. 1 triệu đồng vào tài khoản là tôi gửi hàng đi qua Viettel, nhà xe khách. Phí vận chuyển của chị, xin cảm ơn.